Tham gia họp báo VN Express Marathon Hạ Long ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Thành Đạt, giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam đối tác dinh dưỡng giải đấu, cho rằng giải VN Express Marathon có nhiều tiềm năng để cho ra lò những vận động viên thành tích cao, đủ khả năng cạnh tranh ở khu vực. Ông Đạt nhận định rằng VN Express Marathon đã không ngừng cải tiến để nâng cao tính chuyên môn và khả năng cạnh tranh. Sau nhiều lần đồng hành cùng VN Express Marathon, ông thấy giải đã xây dựng được chuỗi hoạt động có mức độ chuyên nghiệp cao. Vận động viên thường được chạy trên những cung đường rộng đẹp, đảm bảo an ninh với đội ngũ gần 1.000 tình nguyện viên phục vụ. Các trạm hỗ trợ như trạm nước, y tế và nhà vệ sinh là điểm cộng, và VM Hạ Long 2023 có hơn 20 trạm tiếp nước dọc đường đua. Với đường đua đẹp, an toàn và sự hỗ trợ tốt, vận động viên cảm thấy thoải mái thi đấu. Điều này đã thu hút mọi đối tượng, từ vận động viên thành tích cao đến những người chạy để sống vui, sống khỏe, ông Đạt nói. Năm 2023, VN Express Marathon đã thu hút nhiều chân chạy thành tích tốt từ nước ngoài. Sự xuất hiện của lứa vận động viên từ Kenya, Ethiopia giúp tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn và cũng thúc đẩy các runner hàng đầu Việt Nam nỗ lực cải thiện thành tích.